Cái việc mà đánh tập trung vào một hai con nó cực kỳ mang lại nhiều hiệu quả trong giao dịch. Nó focus được vào đúng mục tiêu, đúng trọng số, phân tích không nhiều, đủ, không lằng nhằng. Có một anh em đặt cái câu hỏi rất là hay nhé, nhưng mà chia sẻ này là loanh quanh là hết vốn đấy nhá. Ok, anh em có đặt cái câu hỏi đó là Hòa Phát, ví dụ nhé, bạn ấy có ví dụ đó là nếu mà Hòa Phát thì em mua và em lấy ngắn nuôi dài có được không? Tức là ý của bạn ấy ở đây là bạn còn nói rõ ra là bạn ấy sẽ chơi kiểu là ví dụ như là cứ lên cao rồi bạn sẽ bán bớt, xong rồi lại thấp bạn lại mua lại dần, ví dụ tức là bạn bán, ví dụ bạn cầm 10 hàng thì lên lại bạn lại bán 5 hàng, 3 hàng, 5 hàng giải dần ra, xong mỗi lần điều chỉnh trở lại thì các bạn lại mua, tức là bạn chỉ đánh con đó trong vòng 3 5 năm thôi. Ý bạn là như vậy. Tức là cái việc đấy nó có hiệu quả hơn so với cái việc mà chúng ta cứ mở rộng danh mục hay không? Thực ra một cái câu này là một cái câu mà bạn hỏi tương đối chí mạng. Tương đối chí mạng, đối với mình là nó chí mạng. Tại vì là mình cũng chia sẻ với anh em như này, đấy cũng là cái cách đánh của ví dụ những cá nhân mình khi mà mình cũng có giao dịch thị trường chứng khoán. Nhưng mà kết hợp với anh em là cũng làm nghề. Nhưng mà giao dịch thì mình cũng chỉ được giao dịch khoảng 2-3 con thôi. Và 2-3 con đấy anh em thường thấy mình hay kể đó là nó cứ giao dịch đi giao dịch lại. Tức là giảm ông lại vào mua con đấy, tăng ông lại bán đấy đi. Hay anh em hay giao dịch những cái con mà anh em gọi là có duyên ấy. Mẹ con đấy nó mang lại lợi nhuận cho anh em, anh em cứ kiểu nó có duyên ấy. Lai đánh những cái con như vậy. Nó gọi là có duyên. Ok, nhưng cái duyên làm sao cho nó đúng? Thì bây giờ chúng ta cùng đi phân tích. Anh em có thể đánh như vậy. Và mình chia sẻ với anh em những cái điểm lợi và điểm không lợi để anh em đánh như vậy thì anh em tự phân biệt là có nên hay không. Thứ nhất, nó lợi cái gì? Tức là anh em chỉ đánh có một con thôi, đánh một hai con thôi, không nhiều, kiểm soát danh mục cực kỳ dễ, cực kỳ tối ưu, đúng không? Không cần quan sát quá là nhiều ngành, quá nhiều mọi thứ về thị trường, tập trung làm việc khác, nó rất hợp với những anh em mà đánh trái tay. Tức là gì? Dân bán chuyên, tức là dân không phải là dân chuyên chứng mà dân đang làm một công việc khác, mà đa phần anh em là vậy. Sau bây giờ muốn đánh trái tay thì cái việc mà đánh tập trung vào một hai con nó cực kỳ mang lại nhiều hiệu quả trong giao dịch. Nó focus được vào đúng mục tiêu, đúng trọng số, phân tích không nhiều, đủ, không lằng nhằng. Mỗi lần anh em thấy danh mục của ông cứ 15-20 con thì ông chỉ có vã mồm, thì 5-7 con đã đủ chết rồi chứ 15-20 con thì có vã mồm. Chưa kể thị trường nó đang như này, nó giảm phát không clear kịp, toang. Đúng không? Tăng thì sướng đấy, nhưng mà lúc nó giảm phát đi hết cả lũ với nhau, không quản trị được. Bán làm sao một tay mà bán được hết được. Đúng không? Vậy thì đấy là những cái điểm lợi của cái cách thức đó, nó focus vào đúng cái mục tiêu của chúng ta cần quan tâm thôi. Đấy, cái điểm bất cập của nó và cũng chính là điểm yếu của cái phương pháp này đó là cái gì? Đó là chính là các bạn phải trau dồi những cái kỹ năng, phải có đủ kỹ năng, bộ kỹ năng. Vậy thì cái bộ kỹ năng để loại trừ được cái điểm yếu của phương pháp này thì mình sẽ chia sẻ với anh em. Anh em mà muốn đánh cái việc đó nó hiệu quả ấy, tại vì cái này là mình đã từng đánh hiệu quả rồi. Xưa là mình chết con HH. Bây giờ thì mình đã chết con DGC, DGC thì chết khoảng 2 năm nay rồi. Trước đó là HH nhá, ok. Rồi xưa đó nữa là Hòa Phát, rồi FPT. Đấy. Xưa nữa là Vinamilk là chết kiểu vậy. Nó chỉ quanh quanh anh em đếm nhá, cái cuộc đời của mỗi nhà đầu tư ấy, không biết anh em như nào nhưng mình dưới 10 con. Tức là loanh quanh quẩn lại toàn đánh mấy con đấy thôi chứ cũng không đánh con khác. Ví dụ anh em cứ bảo vì sao là tại sao mỗi lần ông mua SSI thì ông cứ đánh thoải nó mãi vậy. Ông mua đi sắt CM xong cứ đánh hoài mãi vậy. Tức nó đáp ứng về mặt gọi là nhất là duyên, thứ hai là về thanh khoản, thứ ba là về tính đầu ngành, nó cũng chưa có thay đổi gì. Những cái đấy thì chúng ta cũng không có gì chúng ta phải thay đổi quan điểm cả. Vậy thì cái cách thức như nào thì bây giờ mình nói lại cái cấu trúc mà anh em, hoặc là cái cách thức mà để anh em đánh được cái phương pháp đấy nó hiệu quả. Cái số 1 là anh em được phải chọn được hàng tăng trưởng. Hàng tăng trưởng. Trước khi chọn hàng tăng trưởng thì trong cái hàng tăng trưởng này nó có hai việc. Số 1 là thị trường phải tăng trưởng. Thị trường tăng trưởng đây là gì? Tức là trong một cái uptrend dài hạn. Vậy thì anh em phải đặt được câu hỏi đó là liệu đây có phải là đang uptrend dài hạn hay không? Uptrend dài hạn là gì? Uptrend dài hạn là chu kỳ kinh tế đang ở trong một chu kỳ có thể là lãi suất thấp. Kinh tế của chúng ta đang trong giai đoạn phát triển. Nhóm ngành nghề là tăng so với cùng kỳ mỗi năm cứ tăng khoảng 15%, hoặc là mỗi quý cứ khoảng 15%. Đấy, uptrend dài hạn đấy, nó nói lên những con số đấy. Rồi những chỉ báo, ví dụ thị trường MA200 hướng thọc lên hay như thế nào. Ở đáy sau, những cái đáy chu kỳ nó luôn cao những cái đáy trước. Đấy, ví dụ như thế. Đấy, chính là uptrend dài hạn đấy.
thì anh em có những cái quan điểm của anh em về uptrend như thế nào, chỉ báo như nào, anh em đưa ra phân tích trả lời câu hỏi đó. Xong gọi thứ nhất là về thị trường có phải là tăng trưởng hay không. Thì đi câu hỏi số 2 đó là cổ của anh em có phải là cổ tăng trưởng hay không. Thì trong một cái giai đoạn thị trường tăng trưởng, nó sẽ có những cái cổ phiếu tăng trưởng. Thì thị trường tăng trưởng thì chắc chắn sẽ phải có cổ phiếu tăng trưởng rồi. Thì cổ phiếu tăng trưởng đấy là cổ phiếu nào? Đa phần tính cạnh tranh và tính tăng trưởng ấy, nó thường nằm ở bọn đầu ngành của mỗi ngành. Vậy thì anh em phải rà soát xem, phải đọc báo cáo xem, không phải là báo cáo tài chính đâu, anh em phải đọc báo cáo ngành ấy. Xem thằng nào là thằng được hưởng lợi, có thể là đang xu hướng nó đang tăng trưởng về cái gì và thằng nào có được hưởng lợi. Và liệu thằng đấy có còn mở rộng được nữa hay không? Tăng trưởng ở đây nó có nhiều cái tăng trưởng lắm, nhưng mình ví dụ thôi để anh em dễ hiểu. Ví dụ một công ty sản xuất chẳng hạn. Thì để mà tăng trưởng được thì nó có hai phần. Một, ví dụ sản xuất ông sản, ví dụ như thằng Hòa Phát luôn đi. Thằng Hòa Phát bây giờ để mà tăng trưởng được, để mà lợi nhuận ví dụ quý năm nay cao hơn quý năm ngoái, năm nay cao hơn năm ngoái, thì bắt buộc có hai vấn đề. Một là giá bán đầu ra của nó phải tăng. Một là giá bán hàng của ông là phải cao lên, người mua người ta chấp nhận trả giá đó. Hai là ông phải mở rộng được quy mô. Cái quy mô của ông A bây giờ ông phải lên là 2A thì lợi nhuận của ông mới nở ra được. Tức là ông mở rộng thêm ngành nghề, hoặc là ông mở rộng thêm nhà máy, nhà xưởng vân vân. Đấy chính là tăng trưởng đấy. Thì từ đó nó mới dẫn đến tăng trưởng về mặt lợi nhuận. À, những công ty làm dịch vụ thì ông phải có ký hợp đồng, hoặc ông phải có văn phòng ở đâu. Hợp đồng ký mới của ông là bao nhiêu, doanh số hợp đồng ký mới là bao nhiêu, có tăng trưởng hay không thì lợi nhuận nó mới tăng trưởng, chúng ta mới dự báo được, ví dụ thế. Vậy thì anh em, mỗi cái đầu ngành ấy nó thường có một con cua để anh em đếm. Ví dụ thằng Hòa Phát nó con cua là con dung quất 2, nhưng 2021 nó không phải là dung quất 2, 2021 của Hòa Phát nó là giá thép tăng. Thì mỗi một ngành nó đều có một con cua nào đấy. Thì anh em, vì bạn đang hỏi Hòa Phát nên là mình nói luôn focus vào câu chuyện đấy. Chứ còn mỗi ngành nó đều có một con cua hết, nó đều đếm cho anh em. Anh em yên tâm. Thì con cua đó chính là cái kỳ vọng cho dài hạn. Thì anh em phải xem cái con cua đấy. Ví dụ con cua của thằng Đức Giang mình chơi, nó là con thằng Nghi Sơn. Nó là, ví dụ như là giá phốt pho đầu vào ấy thì nó lại có con cua Nghi Sơn. Thì nó bắt buộc nó phải mở rộng nhà máy thôi. Đấy, con cua của FPT là cứ đi mua lại các... ví dụ như là mua lại các công ty mà gia công phần mua lại các công ty mà phần mềm ấy, xong đi gia công phần mềm thì lấy thương hiệu của họ, xong bắt đầu lại cứ như kiểu là mở văn phòng đại diện ở các quốc gia, xong rồi đi lấy đơn hàng về, đấy, hợp đồng ký mới đấy, gọi là hợp đồng ký mới, xong về gia công kiểu vậy. Những cái con cua đấy nó chưa ngừng, thì với lại xu hướng chung của ngành nghề nó chưa ngừng thì nó chưa ngừng gia tăng lợi nhuận sau mỗi năm, thế thôi. Vậy thì anh em phải chọn được những cái cổ phiếu nó có một cái con cua cạnh tranh. Anh em phải đọc ra được, điểm vị ra được cái con cua đấy. Nhá. Và thường những cái con cua đấy nó thường xuất hiện ở trong những cái cổ phiếu đầu ngành. Ví dụ một ngành nó thường có một con cua nào đấy. Thì anh em nên tìm được một cái key như vậy. Ví dụ ngành chứng khoán cái con cua của nó là cái gì? Ví dụ như là con cua của HCM nó là cái gì? Nó ví dụ như là nó là thằng cho, nó có một cái lợi thế cạnh tranh ấy về một cái gì đấy. Ví dụ nó là thằng chuyên cho tổ chức vay nhiều nhất chẳng hạn. Thì trong mà bối cảnh thanh khoản thấp thì có thể là ông cá nhân ông không margin, nhưng mà tôi vẫn cho tổ chức vay, tôi vẫn lợi nhuận đều. Đấy, ví dụ đấy là một con cua cạnh tranh của nó. Thì nó có cái con cua gì trong ngành, lợi thế cạnh tranh gì trong ngành, thì anh em phải lựa chọn được cái doanh nghiệp như vậy. Đấy là cái yếu tố số 1. Cực kỳ quan trọng luôn. Thì anh em phải chọn được một cổ phiếu đấy. Nhá. Tất nhiên là chọn cổ phiếu như vậy, đấy là con cua thôi, chứ còn để thực hiện hóa lợi nhuận nó còn cả một thời gian rất dài. Không nhiều anh em bảo là chọn vậy rồi mua vất đấy còn hơn. Chưa chắc. Nói thế thôi, không cầm được cổ phiếu đâu. Nhá. Mua xong nó giảm cho 15%, khóc tét ngay, đái ra máu ngay. Tức là đang nói về con cua đấy, là con cua trong dài hạn để chúng ta dựa vào, chúng ta chơi. Chứ còn thị trường nó còn biến động trong ngắn hạn. Ông nói thế để ông mua cho ông vất đấy, ông đi chơi, quan trọng ông có chịu được nhiệt không. Nói là một chuyện nhưng mà lại làm lại là một chuyện khác. Đấy. Nói là khó rồi nhưng bây giờ làm là còn chuyện khác nữa cơ. Chứ không phải là cứ bảo, ví dụ chỉ điểm cho anh em là con Hòa Phát đấy, mua giá 24x, 25x đấy, anh em có dám mua không? Mua để đấy năm sau, cuối năm sau lên 35, lên 40, anh em có múc không? Em múc xong cái nó điều chỉnh 5%, cái vẫn khóc bình thường. Đúng không? Ví dụ như vậy. Đấy là yếu tố số 1. Yếu tố số 2, ok, sau khi mà bạn bắt đầu bạn
bạn bạn bạn có xác định cổ phiếu rồi thì yếu tố thứ hai là bạn phải chơi lấy ngắn nuôi dài. Ví dụ bạn đang hỏi con Hòa Phát. Hòa Phát thì thông thường một nhịp tăng của nó mà tăng mạnh nó sẽ được khoảng 20% đến 25%. Nhưng sau đó nó thường có những nhịp điều chỉnh khoảng 10-15%. Anh em cứ để ý những cái cổ phiếu đầu ngành ấy, cứ tăng 20% này, thế nào chẳng có nhịp điều chỉnh 5-10%. Tỷ lệ cao lắm. Thì anh em có thể trade bằng cách đó là một năm có khoảng 4 lần báo cáo tài chính quý, quý 1, quý 2, quý 3, quý 4. Trong tất cả những lần báo cáo tài chính, đa số là điều chỉnh. Một năm ít nhất trong 4 lần là điều chỉnh nhé. Và trong 4 lần điều chỉnh đấy có 2 lần up bộ. Kể cả trong uptrend, trong downtrend, kể trong sideways, nó sẽ 4 lần điều chỉnh đó, nó sẽ có 2 lần up bộ. Cái này kinh nghiệm mình nói thẳng luôn cho anh em là như thế đấy. Vì thế nên nếu mà anh em tự tin ấy, thì cứ trong những cái nhịp mà nó tăng giá thì bắt đầu anh em bán bớt đi. Lúc nào cũng phải giữ 50% hàng nhé. Nào phải giữ 50% hàng. Ví dụ như là có 100.000 Hòa Phát thì lúc nào phải cầm 50.000 trong người. Còn 50.000 kia cứ lượt lạt. Lượt lạt là gì? Nó tăng 10-15%, bắt đầu tăng 15%, 20% mà đâm đến những cái kháng cự quan trọng, bán bớt. Tỉa bớt 10.000, chỉnh bắt đầu lại, mua lại, hồi lại, bán bớt. Thì 50.000 kia giá vốn lúc nào nó tốt và luôn sẵn để chúng ta chơi. Chơi là gì? Chơi là có thể là ví dụ như là thi thoảng buồn buồn vào chơi, ví dụ như là hôm nay nó giảm mạnh thế nhỉ, anh vào anh mua lấy 10.000, thì anh đang còn có 50.000, bây giờ anh nhảy anh mua 20.000 nữa cũng được mà. Thì hồi lên anh bán 20.000 ra, khối lượng của anh vẫn 50.000. Ý cái bạn ở đây, bạn đang hỏi cái điều đấy, đấy chính là lấy ngắn nuôi dài. Vì chính các bạn có hiểu là nếu mà các bạn làm vậy với một con hàng mà tăng trưởng ấy, thì các bạn sẽ có điều gì không? Mẹ các bạn tự tin, các bạn bắt hơn. Mình nói thật luôn, lúc mình tìm hiểu hết về một doanh nghiệp rồi, mình biết nó con cua đầu ngành rồi nhá, lúc giảm tự tin lắm. Còn không nhá, các bạn không có hàng nhá, mình nói thật các bạn không có hàng trong người nhá, đố giảm 4% ra mua. Mua xong sợ lắm, Cụt tay luôn. Nhưng những ông có 50.000 rồi, ông sẵn sàng rồi. Thích thì hôm nay giảm ta mua 20.000 đấy, mai giảm ta mua tiếp. Không có thể đâu, hôm nay ta chưa cần bán đâu, đợt tới này tháng sau ta bán được. Còn nếu lên lãi luôn ta bán luôn. Và không thì tháng sau thị trường ổn định lại thì lên giá cao ta lại bán lại cho mày 50.000 đấy. Ta thấy chiết khấu từ đỉnh là 5-7% rồi, cổ phiếu của ta thường nó hay chiết khấu từ đỉnh khoảng đấy thôi, ví dụ vậy. Hoặc là ví dụ thấy tăng 15-20% tăng nóng rồi, thì mình bắt đầu lúc đấy mình đang cầm 100.000, tăng nóng thế nhỉ. Và thấy thị trường nó tạo đáy, bây giờ mình mua vào thêm đến khi mà nó hồi, thấy nó tăng nóng, mình bán bớt dần ra, cứ tỉa 10.000, tỉa khi nào dừng lại 50.000 thì lại thôi. Nó lại chờ được UBO mua lại. Giống như mình bảo năm thì nào là UBO 2 lần. Các bạn có kiên trì được không thôi. Đấy chính là lấy ngắn nuôi dài. Và các bạn đánh như vậy ấy, thì thứ nhất là các bạn có kỹ năng các bạn trading. Nó ít khi, mình nói thật các bạn, chỉ là các bạn có kiên trì được hay không thôi, chứ ít khi các bạn mất hàng lắm. Thị trường chứng khoán Việt Nam ít khi các bạn mất hàng lắm. Một năm nó UBO các bạn 2 lần. Các bạn chỉ khi mất hàng như nào, nó giống như kiểu 2021 mình mất hàng còn HH cơ. Nó chỉ mất hàng khi và chỉ khi nhá, cái cua của vĩ mô đấy ấy, nó táng vào mặt lợi nhuận ngay lập tức. Và nó tạo ra một cái ví dụ như là một cái kỳ vọng kép. Ví dụ đợt tới Dung Quất 2 làm xong của Hòa Phát, tự nhiên giá thép nó nảy cái bụp nó phát lên, nó tạo kỳ vọng kép. Thì cái đó giá cổ phiếu nó tăng tăng, thì có thể lúc đấy các bạn biết như thế, các bạn sẽ để cái biên lợi nhuận các bạn lớn hơn một chút. Thì đấy, cái đây là các bạn sẽ tự điều chỉnh tùy vào từng giai đoạn để các bạn trading. Nhưng lúc nào phải giữ 50% hàng trong người. Thì cái việc này thứ nhất là nó sẽ giúp, đấy, hai cái điều đấy mình chỉ nhắc nhớ các bạn là như thế. Thì cái việc này nó sẽ giúp các bạn là cái gì? Thứ nhất là các bạn tối ưu được lợi nhuận. Cái thứ hai là các bạn không có, tức là không bị cái cảm giác mà ta không được trading ta buồn. Tức là được trading, được lợi nhuận nhưng mà lại rất là tự tin và an toàn. Các bạn hình dung cái cảm giác đấy không? Nhiều ông lại ông bảo là tôi mua đấy, tôi vất không, tôi ngồi yên thôi. Các ông không chịu đâu. Tức là những ông nói câu đấy chưa chắc các ông đã chịu đâu. Nếu các ông chịu được thì là loại chuyện khác nhé. Chịu được thì thôi, không hỏi câu này nữa. Nhưng đang giải đáp cho những người mà người ta không chịu được việc đấy, và người ta cứ mua bán loạn xạ,
thì có thể đảo cái phương pháp về cách này, xong kết hợp với theo dõi thị trường nữa để đánh trade trên 1-2 con cổ phiếu thôi, nó sẽ hiệu quả rất nhiều. Chúc anh em đầu tư luôn thành công.